Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái quy luật mà cái quy luật này nó sẽ thay đổi toàn bộ cái kết quả về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Đó chính là quy luật trong ngoài, bên trong thế nào, bên ngoài thế ấy. Bao nhiêu anh chị đã thấy rằng là mình đã cố gắng rất là nhiều, mình đã hành động rất là nhiều, nhưng mà cái kết quả thì nó lại không được như ý, nó không có tuyệt vời. Thì anh chị hãy nhìn xem bên trong tâm trí của mình nó có quá nhiều cái sự lộn xộn. Anh chị muốn gia tăng tiền, muốn phát triển tiền, nhưng mình không thích nói về sự giàu có. Anh chị thích sở hữu xe, nhưng anh chị lại không quan tâm, không có thích những cái người mà có xe ô tô. Chúng ta rất là mâu thuẫn giữa những cái ước muốn của mình và những cái suy nghĩ của mình. Và các anh chị, chúng ta chỉ thu hút đến bên cạnh mình những cái gì mà mình cảm nhận, mình suy nghĩ thôi. Mỗi một suy nghĩ đó chính là một cái tần số năng lượng. Và mỗi anh chị ở đây chúng ta liên tục phát ra những cái tần số năng lượng thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nếu như chúng ta không thích sự giàu có, nếu như chúng ta không thích những cái người thành công và giàu có, thì không bao giờ chúng ta có được cái sự dư dả và đủ đầy. Anh chị muốn có nhiều tiền hơn nhưng chúng ta lại không thích quản lý tiền. Hoặc chúng ta nghĩ đến tiền là chúng ta nghĩ đến những cái nợ nần, những cái khoản chiêu dương. Chúng ta nghĩ về những cái hóa đơn. Chúng ta nghĩ về cái việc chúng ta không có tiền để làm cái này làm cái kia, không có tiền đầu tư vào bản thân. Thì chúng ta đang phát ra một cái tín hiệu với vũ trụ rằng là chúng ta không có đủ tiền để chúng ta phát triển, hoặc là chúng ta đang không có được dư dả về tiền bạc. Thì cái quy luật này nói rằng thế giới bên trong sẽ hình thành nên thế giới bên ngoài. Cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Cho nên anh chị hãy quay lại hiểu chỉnh lại cái thế giới bên trong của mình, những suy nghĩ, những niềm tin để giúp cho anh chị có được cái cuộc sống như bên ngoài mình mong muốn. Hãy nhìn lại xem các kết quả về tiền, về sức khỏe, về mối quan hệ mà các anh chị đang có, thì đó là những cái niềm tin bên trong của các anh chị. Chúng ta không bao giờ làm những cái hành động vượt quá những suy nghĩ của mình. Nếu như anh chị chưa bao giờ ước mơ mình có xe, mình có nhà, chưa bao giờ dám mơ mình có một căn biệt thự, chưa bao giờ dám ước mơ mình có cuộc sống dư dả đi du lịch vòng quanh thế giới, thì chúng ta sẽ không bao giờ có những cái điều đó trong cuộc sống. Tại vì nghĩ thôi chúng ta còn không dám thì làm sao mà tới cái bước hành động. Vậy thì chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao có nhiều người họ lại có rất nhiều tiền, tại sao họ lại rất thành công? Có nhiều người có những cái thành công thế này thế nào thế kia rất là tuyệt vời. Thì chúng ta chỉ cần quay lại bên trong tâm trí của mình và chúng ta hãy xem thử và hiệu chỉnh, quan sát những cái suy nghĩ bên trong của mình. Hãy thay đổi cái cách mà chúng ta phát ra tần số năng lượng. Hãy thay đổi cái cách mà chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của mình. Anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ có rất là nhiều cái cơ hội mới đến với cái cuộc đời của mình. Những cái quý nhân, những cái nguồn lực sẽ đến thông qua cái việc là anh chị hãy tạo dựng cái niềm tin, những cái suy nghĩ đúng đắn bên trong tâm trí. Nếu như anh chị cảm thấy mình là có quá nhiều cái nỗi sợ hãi, những cái niềm tin giới hạn cản trở cái việc thu hút tiền và cản trở cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra cái sự dư dả đủ đầy về tài chính, thì hãy tham gia vào môi trường cùng rèn luyện với Nhung để chúng ta cùng nhau mài dũa và sửa đổi lại những cái niềm tin đúng đắn cho mình, để giúp anh chị có những cái thành công tuyệt vời hơn nhé.